Bây giờ là tin quốc tế. Một trận động đất mạnh đã xảy ra ở Nhật Bản ngay ngày đầu năm mới. Cơ quan chức năng của nước này đã đưa ra cảnh báo sóng thần dọc bờ biển phía tây của Nhật Bản và kêu gọi người dân nhanh chóng di tản khỏi các khu vực này. Các nhà máy điện hạt nhân dọc bờ biển cũng đang được theo dõi sát sao để phòng tránh những diễn biến bất thường. Phóng viên Long Nguyễn, thường trú truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin chi tiết. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, một trận động đất mạnh 7,5 độ đã xảy ra vào 16 giờ 10 chiều nay theo giờ địa phương. Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10 km tại vùng Noto của tỉnh Ishikawa, cùng với đó là hàng loạt các trận động đất nhỏ khác từ 4 độ đến hơn 7 độ. Cảnh báo sóng thần đã được ban bố dọc bờ biển phía tây Nhật Bản, trong đó cảnh báo sóng thần ở mức cao nhất tương đương với trận động đất năm 2011 được đưa ra tại vùng Noto tỉnh Ishikawa. Ban đầu ghi nhận những đợt sóng thần ở đây là 1,2 mét. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các đợt sóng thần có thể cao bất thường. Đài truyền hình Nhật Bản ngay lập tức đã chuyển sang chương trình đặc biệt phát đi thông tin về trận động đất và cảnh báo sóng thần, yêu cầu người dân tránh xa vùng ven biển, sơ tán ngay lập tức đến những vùng cao hoặc các nhà cao tầng gần đó. Cảnh báo sóng thần mạnh gây quan ngại về hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân ven biển. Các biện pháp đảm bảo an toàn được triển khai. Theo thông tin từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, không có bất kỳ bất thường nào xảy ra tại các nhà máy điện hạt nhân vào thời điểm này. Động đất mạnh đã làm cho giao thông trên các tuyến đường và tàu cao tốc tạm thời bị đình chỉ tại một số khu vực. Tình trạng mất điện, mất nước xảy ra ở nhiều nơi ở tỉnh Ishikawa và Toyama. Chính quyền địa phương đang thống kê các thiệt hại và thực hiện các hoạt động cứu hộ cần thiết. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.